có buồn nào buồn hơn khi em bữa thôi học được tin em lấy ôi chồng. Ôi trời ơi, ngứa mắt quá cơ. Mày cọ thì cái tay nó phải mạnh mạnh vào con ạ thì nó mới hết được rêu. Thế này mày xem này này, xung quanh toàn rêu, hôm qua u đi u trượt sắp mặt rồi. Này xanh lè hết cả móng chân rồi đây này. Ừ, làm khó con, bảo con cạo rêu ở bể bao giờ cho nó hết. Chịu khó mà cạo đi con ạ, cho đời nó thông thoáng, nó sạch sẽ. Hôm qua u đã đi xem bói rồi, thầy bói bảo mày là 80 tuổi là mày giàu sụ. Thế nhưng mà mày lại chỉ thọ có 70 tuổi thôi. Mà chết là do ngộ độc thực phẩm, mà ăn bánh gato mà chết đi con ạ. Ừ vậy. À nhưng mà không tin thì cũng không được. Con nghĩ là nhà mình bị một cái thế lực gì kìm hãm ấy. Đúng rồi, không tin không được đâu. Thế bác là... Tôi là thầy phong thủy. À nhưng mà thôi, có cái gì thì nói chuyện sau. À, nhà có cái toilet không? Cho thầy nhờ tí thầy mượn chút. Thầy luyện công. À, vâng. Thế thầy vào trong toilet thầy luyện công gì ở trong đấy thế thầy? Hỏi quá thôi. Rồi. Em hiểu rồi. Dạ mời thầy vào trong toilet nhà em mà luyện công. Gom chứ một miếng khi đói bằng một gói khi no thầy ạ. Cho anh. Con ra dìu thầy vào trong toilet. Đặt thầy ngồi vào vị trí cho nó đàng hoàng. Hay. Xong rồi là cho nó chọn tình vẹn nghĩa con ạ. Nhanh. Mời thầy ạ. Nhanh. Sao may thế chứ nhỉ? Hai mẹ con đang nói chuyện phong thủy mà lại gặp đúng thầy phong thủy. Đúng là. Bây giờ cái này gọi là hữu duyên đây mà. Một lát nữa mà thầy ra đây là mình phải hỏi. Xong rồi U ạ. Thế đặt thầy ngồi vào vị trí đúng cho con. Con biết rồi. Ra U bảo. Mang hết rau ra xuống nhà cho mẹ. Để mẹ hỏi thầy mấy thứ. À, xong rồi đấy à thầy. Ê, cảm ơn. Ừ. Ôi giời ơi, nhẹ nhõm hết cả người. Mẹ con nhà chị bị táo bón nặng đúng không? Ôi giời ơi, lạy thầy, sao thầy nói đúng thế ạ? À? Chả dám giấu gì thầy chứ. Nhà em chỉ có ăn rau, rau độc là rau. Hôm nay rau, mai rau mà vẫn cứ táo bón là thế nào ạ? Ôi giời ơi, chả khỏi được đâu. Thầy vừa mới đi lướt từ nhà vào trong toilet. Phong thủy thế này thì chết. Đặt hai chỗ sai hết phong thủy. Sao thế ạ? À? Thế hai chỗ nào hả thầy? Cái thứ nhất là cái toilet nhá. Tại sao toilet lại đi đặt ở cái hướng Tây? Cái hướng Tây là nóng nực lắm. Thì à. Thôi rồi ôi. Thế táo bón là phải. Thế à? Ừ. Dạ vâng em hiểu rồi. Thế phải... còn cái thứ hai là cái gì hả thầy? À, cái thứ hai ấy là cái bàn ăn. Đặt xa chỗ toilet quá. Đặt... Có hiểu không? Vâng. Cái bàn ăn ấy là cái đầu vào, còn cái toilet là đầu ra. Mà hai nơi đặt xa nhau như thế, sợ ơi làm sao mà nó không táo bón cho được. Vâng ạ. Thì... đấy, giờ nghe thầy này. Vâng. Phải chuyển cái toilet vào hướng Nam. Hướng Nam ý thì nó có sông suối, không khí nó mát mẻ. Như vậy thì nó mới dễ. Dạ vâng ạ. Thế xong rồi em chuyển cái bàn ăn này để sát gần toilet rồi thầy. Ừ. À không, nhưng mà gần vừa phải thôi. Chứ đặt nó sát nhau quá ấy lại đi tiêu chảy đấy. Vâng ạ, em nhớ rồi thầy. Cảm ơn thầy ạ. Cái gì thế thầy? Thế này làm sao mà khá được. Hãm quá thôi. Cái gì hãm mà thầy? Cái cây dâu da kia kìa. Cái... trời ơi, sao lại trồng thế này? Cái cây dâu da ấy mà đọc chạch đi, có nghĩa là dầu da. Mà dầu da thì bao nhiêu là cái tiền của vàng bạc của mình cứ thế là đi ra. Đi ra thì làm sao mà khá được. Trời ơi, thảo nào mà em cứ làm ăn mãi chả khấm khá lên được. Vẫn cứ nghèo thầy ạ. Trái ơi, Trái mày đưa cho mẹ con dao đây. Mẹ ra mẹ chặt bỏ luôn cây dâu ra. Chết. Trời ơi, chưa nghe thầy nói cái gì mà đã cứ chặt ấy. Mà nhất là đàn bà nhá. Đàn bà là không bao giờ làm những cái việc đại sự này nhá. Cái việc đó để cho đàn ông. Vâng ạ. Đấy hôm nọ đấy, nhà bà Đoan cuối làng vừa rồi đấy. Dạ. Tôi cũng phán một cái chuyện về cây ớt đấy. Nghe thầy phán vừa mới đổ tội cho cây ớt. Vác dao ra chặt. Ôi giời ơi, vận đến luôn. Thế à, vận đến như thế nào hả thầy? Ngày hôm sau nhà có cỗ nhá. Vâng. Thế là thiếu ớt. Ôi giời ơi, tá hỏa lại phải lao ra chợ để mua ớt. Thấy chưa? Thầy phán. Mất tiền này, mất công, mất của. Cứ tưởng cái gì cũng làm được à. Thế bây giờ em phải làm thế nào hả thầy? Như này nhá, nghe thầy này. Vâng. Mua ngay cái loại cam ấy. Nhá. Cam cam để trồng bên cạnh cái dâu da này. Dạ vâng ạ.
Nhưng mà không phải là cái cam sành, cam sứ hoặc cam vinh, cam viết gì nhá. Phải là cái giống cam của Indonesia. Sao lại phải cam của Indonesia hả thầy? Về cái giống cam Indonesia ấy, người ta gọi là camin. Camin? Ừ, mà dịch ra tiếng Anh ấy, người ta gọi là mời vào. Mời vào thì có nghĩa là tất cả là mình rước thần tài thần lộc vào nhà đấy. Em hiểu chưa ấy? Em hiểu rồi, tức là bây giờ giàu ra rồi thì phải camin là đi vào đấy, phải không nào? Nào? Rồi ơi. Rồi, thầy ấy nhá. Dạ vâng, em nhớ theo lời thầy. Thầy mà làm. Vâng rồi. Cảm ơn thầy. Thầy đi nhá. Vâng, thầy về à. Rồi may quá. Trời ơi. Trời ơi, may thế chứ này. Trời, không cần phải mang dao nữa. Camin. Chim chích bông bé tèo tèo, rất hay trèo từ cái nạ qua cành bưởi ra bụi ruồi. Em vây gọi chích bông ơi, luống rau xanh sâu đang phá, chim xuống nhé có thích không. Chú chích bông liền xả xuống, bắt sâu cùng và luôn mồm chán chán ngắt, chán chán ngắt. Chú ừ. Cái thằng choãi à? Chú làm gì đấy? Nó đang bắt sâu. Bắt sâu làm gì chú? Mụ vợ tao nó bảo là phải bắt hết cái đàn sâu để trong vườn nó mới cho đi họp. Ừ, khổ thế đấy. Đúng là đàn ông có một tí nhan sắc ấy, nó cũng vất vả lắm. Hồng nhan bạc phận này. Cháu cũng vất vả như chú. Mày vất gì, chơi nhóng nhóng suốt ngày vất gì mày? Lao động rồi đấy. Nhà cháu mất điện. Thế là không có nước. Thế là cháu phải sang đây cháu múc nhờ nước nhà chú. Cái giếng nhà chú sâu quá. Chết. Hỏng rồi. Mày nói cái từ sâu tao mới nhớ. Hỏng cái gì à? Hình như là phạm vào phong thủy. Là như nào? Đây nhá, vợ chú nhá, cái gì nó cũng dính từ sâu. Diễn rất sâu. Ngủ rất sâu. Ăn rất sâu. Bây giờ nó bắt chú bắt sâu. Thế đúng không? Có phạm vào phong thủy không? Đúng không? Đấy, đấy. Giời, đơn giản. Bây giờ làm cái nào? Chú cháu mình đi lấp cái giếng. Đi lấp, đi lấp, đi luôn. À, cái gì? Chú cháu mình phải tính lại với nhau. Lấp cái giếng là nó động đến long mạch. Là lại phong thủy. À ừ đúng rồi nhỉ, mày nói cũng chuẩn đấy. Nhưng mà bây giờ tìm thầy ở đâu? Cháu biết thầy. Nhưng mà cái thằng thầy đấy nó có ổn không? Dạ có ổn ạ. Hôm nọ thầy phong thủy vào nhà cháu, mượn phòng vệ sinh để luyện công. Khi ra thầy chỉ vào cây dâu ra. Cháu chặt cây dâu ra. Hôm sau bố cháu ra dâu luôn. À thấy là từ nay trở đi mẹ mày sẽ không gọi bố mày là đồ đàn bà nữa. Đúng không? Quá tuyệt vời. Chưa hết, thầy phong thủy đi ngang qua nhà thằng Trúm. Chỉ luôn vào nhà thằng Trúm. Phán luôn. Nhà này tháng sau sẽ có một thằng xuất ngoại. Y như rằng tháng sau xuất một đàn lợn sang ngoại. Xuất một đàn lợn sang ngoại luôn. Đúng rồi. Thì đúng xuất ngoại thôi. Chưa hết nhá. Đêm thứ bảy tuần trước, thầy chỉ vào tờ lịch. Y như rằng sáng hôm sau là chủ nhật. Vâng. Còn chưa hết nhá. Thôi mày, thôi mày không kể nữa, không kể đến thứ hai không hết chuyện. Đi đi sang đi luôn, đi 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 đi. Chú cháu nể lắm cháu mới bảo đấy. Cầm trời không phải quét nhà, cầm trời để hứng tinh hoa đất trời. Dạ, con chào thầy ạ. Dạ, thầy quét nhà. Ai bảo tao quét nhà? Dạ. Mày nhìn thấy tao quét nhà? Dạ. Đây là tao quét thềm. Dạ. Thầy còn nhớ con không ạ? Tao nhìn mày trông quen quen đấy. Hình như tao chưa gặp mày lần nào. Thầy cứ tình nhỏ mau quên. Thầy là cái người mà hôm đi vào nhà con rồi nhờ nhà vệ sinh để luyện công ấy ạ. Tao luyện công ấy thì đầy nhà ra. Dạ. Sao mà nhớ nổi. Thế đây thế nào? Thưa thầy ạ, đây chính là bác trưởng thôn. Chú đấy có tiếng là khôn nhất làng. Nhưng vợ không được dịu dàng, cho nên mới phải dẫn sang gặp thầy. Dạ. Thưa thầy, vợ con rất là mầy nhầy. Suốt ngày nó bắt diệt dày, bắt sâu. Cái tình trạng này diễn ra rất lâu. Con đang nghi vấn là cái giếng sâu của nhà. Mày đúng là thằng đàn bà. Thôi vào đây uống nước pha trà rồi tính sau. Vâng ạ, thầy càng nói con càng đau. Xin thầy vào chuyện mau mau để con còn về ạ. Sợ vợ đấy. Tao nói thật mày. Ở đời tao chú ghét những cái thằng sợ vợ. Tao coi thường những cái thằng sợ vợ. Là đàn ông ý phải biết ra biển đông. Dạ. Cưỡi con sóng dữ. Dạ. Chém con cá kinh. Dạ. Tại sao mày lại sợ vợ? Thầy ơi, hạo hạ. Tao là tao không bao giờ tao giúp những cái thằng sợ vợ như mày nhá. Tao nói cho mày biết. Thầy. Thôi thế này thầy ạ. Bầu ơi thưa đấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Huống hồ mình ngồi tại bàn, tại sao thầy cứ gờ dàn không xem? Mày nhặt lên con đá. Mày nhặt lên ngay. Dạ vâng ạ. Thật là thật.
Mày biết đây là cái gì không? Là hòn đá. Đá phong thủy. Ui thế ạ. Thôi nói này nhá. Dạ. Tôi thì cùng cảnh đàn ông. Vâng. Hôm nay thầy giúp không công một lần. Vâng. À, nghe thầy dặn này, cầm cái hòn đá này về. Vâng. Chôn dưới cái chân giường ấy, cái gốc vợ mày nằm ấy. Vâng. Thì lúc đó yên tâm đi, vợ nó sẽ sợ luôn. Lúc đó là nhũn như con chi chi. Ui rồi. Như con mèo ấy. Dạ. Vợ thầy ấy. Vâng. Cái sư nó dữ lắm. Dạ. Như sư tử Á Đông ấy. Vâng. Thầy chỉ búng cái hạt cát nhẹ ở dưới chân giường thôi. Vâng. Bây giờ nó cũng như là con mèo ấy. Hạt cát là mèo mà. Vâng. Tiếng Anh gọi thế. Vâng. Bây giờ vợ thầy như con mèo hen ấy. Ui trời, hay quá. Nói câu là sợ luôn. Đấy. Đây, mèo hen về đây. Có mèo này, mèo xuất hiện luôn. Đứng lên đi. Này, tôi hỏi ông. Sáng tôi ra khỏi nhà, tôi dặn ông ở nhà làm những việc gì ông đã làm theo lời tôi chưa? Tại sao ông nào không làm theo lời tôi hả? Anh nhớ rồi. Anh nhớ những lời vợ dặn rồi mà. Nhớ như nào nói? À, sáng dậy là phải quét nhà rồi lau nhà. Ừ. Rồi đi chợ, ừ, mua thức ăn về nhà là cơm nước. Ừ. Thì rồi rảnh thì là giặt giũ quần áo. Ừ. Mà rảnh nữa thì lúc đó mới được tiếp khách. Ừ. Tiếp khách? Thế ông đã làm theo lời của tôi chưa? Mà ông đã ngồi như phộng như này đúng tiếp khách hả? Quần áo còn nguyên trong chậu. Mà giờ này tôi về đến nhà vẫn chưa có cơm để ăn. Ông định như nào, muốn sống hay chết? Hả? Thích chết đúng không? À, không, không, anh thích sống. Anh chốt lại một lần tôi. Tha cho anh đi. Anh hứa lần sau không bao giờ như thế nữa. Vợ chồng đừng có cãi nhau. Sao không đóng cửa nói câu ân tình? Em nhìn thấy rất bực mình. Cơm! À dạ cơm ạ. Nhớ chưa? Không có lần sau nữa đâu nhá. Lần sau nữa tôi giết. Anh nhớ rồi. Thôi. Về. Dạ? Về. Về luôn. Ô kìa. Biết hết rồi. Về luôn. Này trưởng thôn. Cái gì? Không cầm viên đá. Đá này á? Thôi thế này thầy ạ, nhìn cái hoàn cảnh của thầy, thương quá. Thầy cứ giữ lại, đặt dưới cái chỗ bà hay nằm, để thầy thanh thản, quét nhà, rửa bát, rồi làm các công việc nội trợ. Thằng he, giếng nhà mày còn sâu hơn nhà tao nhá. Sâu hơn nhá. Vát vứt vật, vát. Điên không chịu được. Ta đã bảo mày rồi, thầy dù gì cái thằng này, thầy bà gì, phí công tao đến đây. Mày lên ta lên thuyền giới thiệu linh tinh. Cháu biết đâu, cháu hay tin người. Ủa, em chào hai anh ạ. Hai anh cho em nhờ chút ạ. Cái gì đấy? Ủa, em đau bụng quá, cho em đi nhờ vệ sinh với ạ. Lại thằng thầy. Hả? Nó nhà thằng này cũng có giếng sâu ấy. Đúng. Riêng thằng chó này hôm nay nhá. Mày. Ôi, em có không làm gì đâu. Em đi. Đây. Em đi vệ sinh mà. Kìa. Riêng thằng này. Ôi, trời ơi. Mày. Đứng lại. Dừng lại!